Xin chào tất cả mọi người nhá, chào mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của hai bố con mình. Thì hôm qua trời mưa to quá mọi người ạ, hai bố con mình phải chui vào cái hang để trú. Mưa quá đêm đấy, tôi cũng không có giọng mà ngủ, và cái hang nó không ướt thôi. Giờ hai bố con quay lại liều để đi thăm bấy xem có gì không. Bấy ơi, úi ốc đây này. À, đấy, cái ốc này, thì ốc này ngon quá. Tìm thằng con không bộ. Đây mọi người, trên này nữa này. Úi giời, cái này giấm ốc. Ở đây bố. Đấy. Úi còn con trong kia kìa. Ốc trên, ốc trên, ốc trên, ốc trên. Ở đâu? Ốc trên đây này. Đồ, trên này, đây đây. Ái da. Gì rồi. Đây, con trong này không nghe. Thì mong ra kiếm được bữa ốc mà ăn đi, xem đây bố gì đấy, hôm nay là đi là có ốc đấy, đi đi nó ở dưới đất thì ốc này nhỏ nhỏ này nhưng mà béo lắm. Chui lên còn nữa, tìm tìm xem có đây này bố. Đấy, bé ăn khó thấy thôi. Đây là cái liều này. Như bây giờ hai bố con mình đi thăm bẫy thêm mọi người nhá. Không có cái đồ thì không đây. Mấy tối rồi cá được con gì rồi. Đi phải để ý em bữa ốc không nữa bố ạ. Đấy, tìm chứ. Có một chuyện tí ốc ăn chứ. Vào khu rừng trong ra mới hiểu ốc. Đặt bẫy ở đâu ấy bố nhỉ? Đấy, tìm ý có còn ốc có sướng rồi này. Cái ốc sao đấy. Bỏ ra này. To đấy nhờ, nó như ốc núi ấy mọi người ạ. Nó là ốc núi đấy, nhẹ núi đấy, loại này to. Loại siêu to khổng lồ. Ôi, cái bộ cả mấy gió rồi, chả biết cái này như thế. Biết cả dây, chả biết cả dây rồi, mọi người ơi. Được không bố? Không được. Đi cài rồi. Cắn đứt cả dây rồi. Ui. Cắn đứt cả dây rồi. Nhưng biết nhưng mà nó cắn đứt cả dây rồi. Để nó đi trơn bóng rồi mà. Yeah. Từ đây thì mò lên cái trên xem. Trên đây có không bố? Bọn mình trả được cái gì? Hay là trời mưa? Chắc là mưa nó không ấy. Ừ. Ừ. Đi thăm hết bấy rồi mọi người ạ. Nhưng mà không được cái gì. Mấy ngày rồi, hai bố con này. Chỉ dình thăm cái bẫy thôi nhưng mà không được. Giờ phải trời mưa này là phải đi kiếm ốc để ăn đấy. Ây da, mình vừa đụng trúng tổ ong mọi người ạ. Nó đốt ra một phát vào ngón tay đau phết đấy. Bên này bố ơi. Ui da, bố không có to lắm bố ạ. Không biết có con không nhưng mà ui. Chắc thế. Ui. Nó đốt cho một phát vào đầu ngón tay này. Nó chơi rồi bố ạ, đây trên này bố. Chắc
đang đi bới cành này ra, tự nhiên nó đốt trong cái ngón tay cứ tưởng con gì cắn cơ. Bỏ cái gì đau phết đấy. Nó đốt cũng đau chứ. Máy nó còn đốt rồi tay lên, nó mà đốt rồi mặt thì đốt rồi tay với mặt đấy. Ừ, nó có mẹ nó bay ra thế bố ơi. Đúng rồi đấy. Đây bố ơi. Ừ. Mới có con không? Ồ, chả có con nào nữa. Biết rồi. Ừ. Ừ. Cái này mà có con chả thấy cái này cũng được đấy. Đi nhà đau phết. Đấy, cháu kiếm được cũng tốt rồi. Bây giờ chưa đến nhiều nhỉ. Khu nữa. Gì đó bố? Lắc lư, lắc lư. À ha. Có lắc lư mà có lắc lư. Cái này nó đắng đắng ấy chứ? Đắng ngon. Mà nó ngấm vị thơm. Mình gắn thì ăn được nhiều, mình gắn thì ngon tốt. Hôm nay mưa này, không biết lấy được củi mà nhóm lửa đây. Khó khăn đấy. Lấy được tí ớt rồi. Tấm ớt gì đây nè. Nó đi cây đi. Đá. Nó đi cây. Đấy, thì coi ốc kiên trong kia kìa, cái lá trong kia kìa. Đâu bố? Bám trong lá. À, tít trong này. Bẻ măng tí nữa ra luộc mọi người ạ. Làm mấy cái măng nữa này. Cái này dài chứ. Cái cây này dài hơn. Không phải gốc nào cũng có đâu mọi người nhá. Chưa thì lên, cây chưa thì mọc. Này nó không phải như cây bương ấy. Cây bương là đến mùa là gốc nào cũng mọc. Cái mọc nó như chưa thịt. Chưa thịt lên. Cái gốc này ngoài chứ.
giờ mang đi rửa nha mọi người nhá. Rồi tí nữa hai bố con mình chuyển sang chỗ lều nhà bác đi trong măng này ở đây luôn. Bên kia mưa ướt không có củi ấy, mọi người. Trong đấy trong cái lều đấy bác có nhóm củi để buổi tối ở để xua đuổi muỗi nên là vẫn còn khô, nên là hai bố con mình sẽ chuyển sang đây để nấu ăn nhá, mình nghỉ ngơi luôn. Giờ thì đi bóc măng mọi người ạ. Ui, nước suối này. Mưa có một đêm mà nước to bố nhờ. Bây giờ lại nắng rồi chứ. Để bóc măng mọi người ạ. Không biết trong cái măng này có đuông không bố nhờ? Có thì nó có cây nó có. Cây có đấy. Thì mưa này trong rừng lắm muỗi lắm. Để cho vào ống nữa. Đây là món ốc lam. Làm. Ừ. Đấy, muối thế. Mình nhóm lửa thôi mọi người nhá. Được cái là trong này người ta vẫn còn củi khô. Ngày hôm nay nấu nhờ thôi. Nấu nhờ mượn bếp. Điều người ta đến mưa ướt quá. Không có chỗ mà nấu mà ăn ấy. Hôm qua phải chạy lên hang núi. Rõ ràng là lúc chiều vừa nắng tối lại mưa luôn đấy bố nhỉ. Đấy, tối mưa đêm. Bây giờ luộc măng trước mọi người, cho ốc ở sau luôn. Đủ không bố? Đúng. Bây giờ thấy bên kia loại thế bên trái ấy. Bên đây kia hơi cao à? Cao thì đóng xuống tí. Giờ xuyên ốc ở đèn gấu mọi người nhé. Thôi. Nghe cái bổ rồi bố. Bổ rồi. Nhảm rồi. Đang bố treo rồi. Nó không dai vậy. Dạ. Ui, cũng được nhiều phết đấy. Cũng được hai xuyên đấy nhở? Không được đấy. Được không bố? Không được. Không được hai. Được chứ. Cái cua tí cho vào nướng luôn. Được, nướng. Không được. Cái làm cái tí nó sâu. Nướng nó nhanh.
Rồi bây giờ cho vào để lam nhé mọi người nhé. Làm vậy, giảm vậy. Làm chứ không thể... không thể hấp hay là luộc gì đâu. Măng thấy cạn cả nước rồi, chín rồi bố. Chắc chưa đấy, một ký nữa là chín đấy. Còn ông này chín rồi. Một ống chín rồi, ống này chắc chín rồi. Đây rồi. Ôi, cháy cả cây to rồi. Rồi. Cần ông nướng thấy lâu thế nhỉ? Nướng đâu chứ sắp chưa rồi. Lốt. Là lốt chắc cũng ăn được chứ. Úi à. Làm được. Đấy. Ui chín rồi bố ạ. Đấy nên thấy nó chóc cái vẩy ra rồi kìa. Chín quá đi. Ui được cũng nhiều phết nhỉ. Nhiều đó. Thế gì bố ơi? Ui, nhiều phết mọi người ạ. Mình ăn cả cái ống này. Đốt cái này thì nhiều đấy. Cái này cái gì đấy. Cái gì đấy. Măng rồi. Cái nướng chứ. Cái dấu chín này. Nhìn đây. Nghe ốc nướng với cua đây mọi người. Mỗi một cua. Còn măng nữa thôi. Nó dùng hết chân rồi. Còn được cái càng với bốn cái chân. Ốc này hơi đen nhỉ. Cháy, cháy cả vỏ. Nhưng mà nó thơm đấy. À chà. Khô cả lại này, không rút được cái này. Ê mọi người ơi. À, nóng thế. Mẹ phải đổ nước nữa không bố? Đấy, ui cạn cả nước rồi. Mềm không chín nó không chịu đấy. Luộc mà cạn nước mà không chín nữa thì thôi xin mời tất cả mọi người cùng dùng bữa với hai bố con mình nhá. Tất cả mọi người nhá. Nay bẫy chuột thì mấy đêm chả được cái gì, hôm nay chả được cái gì còn được. Cần đứt cả dây đứt cả dây. Cắn đứt hết cả dây. Thôi mọi người nhá, chơi món ốc ốc to này. Ui nhiều quá rồi. Thì lâu quá rồi. Cứ tưởng chơi chín cơ. Thì lâu quá nó nhiều đứt. Nhiều quá, nhiều quá. Mới đầu thôi. Mời mọi người nha. Tuyệt vời. Xem con này xem cái gì thôi. Nhiều quá không? Nên có con lấy là vừa đấy bọn. Có con vừa đấy. Nên gặp mấy quả mà cay lắm. Đúng này. Ớt rừng mà. Ai à? Cay thế. Cần phải làm cái măng này xem nào. Trên cái măng này. Nặng luôn cả cây cho nè. Để mời mọi người nha. Ui nóng quá. Mời bố ăn cơm nha. Ừ. Đấy chín đấy. Ngon. Mát ngon đấy. Này mà có muối lạc đấy bố nhỉ. Hơi già. Mình lấy hơi già. Này có muối lạc hay muối vừng đấy nhỉ. Đấy thì ngon quá. Cho mới thơm. Nhưng mà trong này lấy đôi củ lạc. Dạ. Làm con ốc đầu bay. Ở chỗ mình người ta gọi đây là ốc gì bố? Mình gọi ốc xin thôi. À. Cái này nếu mà ăn cả cái ruột nó lại ruột của nó là hơi đắng đắng này. Đắng thế đấy. Mẹ ai thích ăn đắng thì ngon lại thấy ngon. Mà không ăn được đắng là không chơi được đâu mọi người ạ. Thơm lắm. Cái ốc này nó đắng kiểu khác. Lá đu đủ nó đắng kiểu khác mọi người ạ. Đấy, bỏ hết cái ấy này đi này. Ăn xem thơm lắm. Cứ như một con chuột nó sao bố ạ. Ừ, nó vẫn còn tí mà. Đấy mà ăn được không sao.
Mà 10 nhá. Thơm lắm. Rất là thơm. Thơm cực kỳ, cái này mà còn nóng ấy bố nhỉ. Mới lấy ra đã nguội rồi ấy. Thì ăn măng này cơ. Ngon. Mà hơi già bố ạ. Già. Này mà nấu canh ấy. Mà cái nấu canh ngon. Này có mặt nó hơi già. Không chơi được. Ui da. Ui da. Ui còn béo bố nhá. To, béo. Hơn một cái ốc ở trong núi nó béo á. Ban đầu mà ăn luôn thì nó béo. Để lâu nó rời đi. Cái ốc người ta đi bán ấy không bao giờ béo như cái này đâu mọi người ạ. Cái ốc khá thì nó không béo như đây đâu. Ốc to như này. Không, người ta bắt người ta nhốt ở để mấy hôm ấy. Trời đó. Không, làm thử nữa. Tiếp này. Ui. Ốc ốc thế mới đã. Cứ một con một miếng. Ngập mồm đấy. Ăn thêm sướng. Con đây con nhỏ nhỏ này nhìn rất béo này. Đấy. Ui. Cái này mọi người. Con biết tí mà cái lòng nó đầy luôn đây này. Béo. Mà không rút được. Rút cho mọi người xem. Đấy, ui. Béo trắng đi luôn này. Cua béo lắm mọi người ạ. Béo nướng thì khô rồi. Nướng thì nó lại khô lại. Đấy, trắng măng chiên hết rồi, ngon. Ngon này ngon. Măng nhìn này nhưng mà nên ngon. Hơi già. Bẻ cây hơi già ấy. Ăn cứ phải bỏ lại một tí. Đây mặt của nó. Dạ. Dạ, nhà mấy con ớt cay quá. Nè, măng bương luộc hết cả buổi trưa chắc chưa ăn được đâu. Chưa, măng bương luộc lâu. Nó đắng đấy mọi người ạ. Không nhừ thì không ăn được đâu, đắng. Luộc thì thật là như. Béo bé này, béo cực kỳ luôn. Ừ. Béo trắng này. Còn con béo tí nữa nha. Này người ta gọi là ốc cò đấy mọi người. Chúng mình gọi là ốc cò. Đó. Nó bé thì gọi là ốc cò thôi. Chi cũng là ốc đá đấy. Ăn đi, ăn nốt cua đi, ngon đi. Em bố thử lấy con này xem nào, nhìn này. Con này có béo không? Bé thì như này mà, lòng to đi ấy. Đấy. Ngon thiệt vời đấy. Béo lắm nhờ. Ai à? Nước cây thế. Làm như cái la lộn này. Ngon. Mình cũng xin tạm dừng video tại đây thôi. Rất mong mọi người đăng ký kênh và ủng hộ hai bố con mình nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào mọi người. Chào mọi người nhá.